Alo, chào bạn. Hôm nay mình đem hai con gà ra sổ mà. Mình có gắn cửa mỗi con cây nha các bạn. Rồi nha. Đây là con gà chuối ký 3. Đây là gà chuối trắng ký 3. Con này là con gà này bữa nó mới thu đỏ hết cái rồi, giờ mình dưỡng lại. Giờ mình test thử cửa cho nó coi có nó còn máu không. Bắt đầu mình chơi nha các bạn. Em nó thắng này các bạn. Thôi, sụp kem này nha. Để coi có dính cửa không. Rồi dính cây nghe nách. Nghe cánh luôn. Biết có dính ngay đầu không. Gà tre đá nha các bạn. Gà tre đá cho nên nó hơi dai, cho nên phải luộc lâu lắm. Diên kèm gà quá, đem gà đi sổ quất. Đá chín hai cây chạy luôn. Giờ cuối cùng em lên nồi các bạn. Gà này là phải hầm lâu lắm nó mới mềm nổi. Độ dai của em nó là khỏi nói, là gà đá mà. Mình còn mớ gà ở sau nữa nè. Trời mưa ăn gà luộc nè các bạn. Mưa ớt chanh. Gà luộc. Quay trong trang nó thèm chơi. Ừ. Giờ để đây coi. Kiếm gì để lên mình ăn coi. Không có cái ghế nữa trời ơi. Hai con xin ghế. Uống lên uống xuống nồi hơi, uống gà vô cái nồi hơi luôn các bạn. Em ơi, kiếm cho anh. Nó sổ người ta đi qua kìa. Nâng không? Cái này là chúc cho hai đứa nè, khỏi sổ. Nghỉ 5 tiếng, là 5 giờ tới 7 giờ rưỡi không mềm. Tại vì gà đá nó phải làm lâu mới được. Người ai chỉ như cách bỏ, bỏ. Đây kìa. Cái đồ này chấm một cái nè. Ui, ngon. Mm.
chết. Nhìn đi đi, con đang ăn lại ăn. Quay con. Quay cũng nốt. Không hết clip luôn đâu. Ăn gì à? Để ăn đó. Cậu Nguyễn này ra giá nè. Gần có hai trái. Trời ơi, nhà quá trời mọi người. Vậy chúng ta mình, thấy không? Không thấy rồi. Thấy. Nguyễn giá nè. Em ra đi nằm cái đùi. Cái đùi nha các bạn. Nhà tre này dài lắm á. Nằm mấy tiếng đồng hồ đó. Cái mặn kìa. Em ăn 2 trứng rán rồi. Đùi đã to. Chút xíu đi ba cho ăn sổ hoài. Sổ ba nó mua gì biết mà. Mua này ăn gà thì ngon. Bút ngàn thơ nữa ra. Bút tay cho bông như thế nào. Chặt. Bị chặt hả? Cái này đâu mà nhớ? Cái này hả? Ừ. Nó giá mua đi mua giá không? Mua đi. Đá dính cửa bỏ chạy á. Bỏ chạy thì lên rồi. Nhưng clip đang bị xấu. Hai ngàn mấy rồi chứ tìm. Hai ngàn mấy chứ tìm năm mấy cà lạc. Năm mấy thôi em. Cây đúng lắm anh. Làm cây nó mảnh nở luôn. Nó là trái mà cây dữ vậy. Cây nhầm mớt chứ tìm nhiều mớt. Nó là nấu không? Để nhìn mớ cây không? Ủa vô tấm anh tấm em nó mình không đôi dành mớ cây đâu. Tấm anh nó mà tấm em không? Em nó mà không? Cho nó lại. Cho nó lại. Anh chưa hình như hết á. Hai chào bạn. Mình ăn xong rồi nhé bạn. Mình đi rửa tay.
con kẹp đi con. Ngon nè, đều luộc chấm với ớt. Trang nó không ăn đâu, nó biết ăn cái này đâu. Ngon lắm, ngon lắm, ngon lắm. Thank you.